Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Thơm quá. Cái nồi chè này do đích thân mình làm rất là ngon. Đảm bảo hả, mẹ anh Huy Hoàng ăn xong á sẽ mê luôn. Biết đâu ăn xong nghiện rồi sẽ tác hợp chuyện của mình với anh Huy Hoàng luôn. Để ghi một tờ giấy ra. Mà bây giờ ghi gì đây ta? Nếu mà ghi sến quá thì bị giả, còn khô khan quá thì giống như là không thật lòng. Sao khó quá vậy? Trời ơi, câu chữ bao nhiêu năm đi học ở đâu bay hết trơn rồi. Thái sticker mau nhập vô người đi. Đi. À, biết ghi gì rồi? Ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên ha cô. Con nấu nồi chè cho cô ăn lấy Thảo. Và đừng giận con nữa nha. Ký tên Thảo Nguyên. Từ từ. Trời ơi trời, bấm chuông gì mà bấm dữ vậy? Bấm thì từ trong nhà người ta đi ra thì phải cho có cái thời gian mà đi ra chứ. Bấm làm như là có mặt tại chỗ liền thì sao mà được. Bấm như vậy rồi hư chuông người ta làm sao? Người đâu rồi? Bấm rồi người đâu? Sao kỳ vậy? Sao chưa mà không để người ta ngủ mà bấm chuông như vậy? Tôi quên ngủ gì à? Dân tình gì đây? Gì nữa đi? Ai ăn uống nhậu nhẹt rồi để nồi gì đây? Hả? Chè hả? Tự nhiên đem nồi chè để đây cho mình ăn, chắc trù mình bị đi tiểu đường quá. Quân ngủ nào vậy cha? Ác dễ sợ ác. Tôi chưa thấy cái con nào ác á. Thì cái con này nè, cái con này mà trù tôi tiểu đường, con này ác lắm. Cô ơi, trời ơi, ai mà đi ăn mà để nồi chè kỳ cục thiệt hết sức luôn vậy? Ăn là phải dọn đi. Chứ ai để trước cửa nhà người ta rồi ai dọn, đúng không cô? Đúng rồi cô nè. Dạ. Cô nè, tự nhiên cái để trước nhà cô nồi chè hả? À, dạ dạ. Phải con không? Dạ không. Trời ơi, làm sao mà con được? Con nấu nước chè không biết nấu chè. Dạ. Dạ. Vậy thôi đi, đem cái nồi chè đi chỗ khác nha, không thôi tôi đá. Đá. Dạ, dạ. Để dọn dọn giùm, dọn giùm, dọn giùm. Tự nhiên đem chè tới đây dạ, trù người ta đáy đường hả? Dạ dạ, đâu phải con đâu cô, không phải con. Trời ơi, hên quá. Hên là chưa bị phát hiện ra mấy sticker này. Cô mà phát hiện ra là mình tiêu rồi. Để kế hoạch rồi. Có được không á? Chắc chắn mà. Với những dụng cụ hỗ trợ này, Hoàng sẽ ghi được điểm với mẹ Quyên. Nhưng mà tại Hoàng không biết hồi á, mấy con chuột nhà ê, Quyên hả, nó thông minh lắm. Im im. Gì? Không được gọi chuột ai chuột hả? Chứ sao? Phải gọi là anh Tí. Trời. Nó nghe được đó. Trời đất ơi, chuột cái mày đặt anh Tí anh Tèo dưới nè, đây nữa. Cắt cái miệng bây giờ. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Thôi Nguyên à Nguyên, sao chuột đâu mà nó kêu chía chía nhà mình vậy con? Hả? Trời đất ơi chị ngứa. Hết. Trời ơi. Con nào thằng nào gài bẫy với tao? Nó thấy chưa? Gài bẫy chuột không gài bẫy, gài bẫy mẹ Nguyên rồi. Bực mình à. Bực mình. Hết rồi, hết gỗ rồi. Tại sao vậy? Tại sao đặt ra cái bẫy chuột làm cái gì? Đặt ra cái bẫy chuột làm cái gì rồi không có bắt được con chuột nào hết? Đi bắt ngay ngón chân của mẹ Nguyên là sao? Không có, Hoàng đâu có muốn đâu. Bây giờ không biết làm sao luôn á. Không, Hoàng xin lỗi. Trên đời này không có gì mà không có cách giải quyết. Nè, người lớn thường là thích được nói ngọt, thích được tặng quà đúng không? Cũng đúng. Đó, thấy chưa? Trời ơi, nè, mẹ Nguyên thích nhất là cái gì? Mẹ của Nguyên á, thích nhất là quần áo. Sao sao? Thế thì dễ ọp à. Hoàng với Nguyên
mỗi người mua một cái đầm cho hai mẹ. Nguyên tặng mẹ Hoàng, Hoàng tặng mẹ Nguyên. Quang đã giờ đưa làm sao? Tại vì giờ hai đứa bị cấm không được chơi chung với nhau, rồi không được qua nhà nhau đó. Thì giờ đưa bằng cách nào? Cách nào ta? Ủa? Hai đứa? Ủa? Hẹn hò hả? Ủa? Lý? Chị Ngồi nè nè, kì lắm. Ngồi đi cho em chị. Chị, uống cái gì vậy? Nói nghe nè. Chị uống nước cao không? Chị đâu vậy? Đâu vậy chị? Đi ngắm mưa. Trời bà ơi, thấy vậy luôn bà. Xạo nè. Bà đi hẹn hò với Minh Tuấn nè. Trời, đi ngắm mưa đồ. Giáo viên kể ta đi. Thì chị cũng giống như hai đứa thôi. Thôi coi như à, chị em nói chị nghe này nha. Chị có thể giúp đỡ tụi em một chuyện được không? Một chuyện thôi. Một chuyện nhỏ xíu. Lì đẹp mà. Lì luôn giúp đỡ người khác đúng không? Nói chung là anh đây đang vui. Giúp gì cũng giúp hết trơn á. Dạ. Mà đừng làm tổn hại tới nhan sắc của Lì được rồi. Ủa gì vậy? Wow, đẹp quá má ơi. Nhìn má như nữ xanh vậy đó. Nữ xanh cái gì mà nữ xanh? Thế thì gớm à. Đâu có thấy đẹp quá trời nè. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao bẩn vậy nè? Má, ngồi xuống. Ba mày mà thấy, ba mày chửi tao đó. Sao vậy? Ai mà già rồi ăn bẩn gì kỳ vậy? Đẹp nè, ngồi xuống coi. Thôi bung chỉ. Má mập lên đúng không? Má mập lên nè. Cái bộ đầm mà mặc sao nó căng quá vậy? Căng cái gì mà tính nó thở không có nổi mà căng cái gì? Cái con Lì này kỳ cục quá. Tự nhiên là đi chạy qua nhà liễn cái áo đầm không nói tiếng nào hết trơn à. Rõ ràng mình với Thảo Nguyên đã lựa đúng sai mà trời. Con Lì này qua đây làm cho một trận cho mà coi. Cô ơi cô. Cô ơi cô. Ủa? Trời ơi. Đẹp quá nè. Quang, lấy điện thoại chụp hình mẹ kìa. Đẹp quá. Ôi, mẹ tôi đang quạo đó. Ủa mắt gì quạo cô? Không quạo sao được. Ở nhà có chuyện gì hả? Đi sao mà đưa bộ đồ này của con phải không? Đâu có, trời ơi con mặc cái bộ đồ này gì? Sao vậy, con thấy Thảo Nguyên mua cô đẹp mà. Vậy cô giá cái gì vậy? Thảo Nguyên mua hả? Dạ. Định chơi tôi chứ gì? Cho thấy tôi lòi mỡ nó mới vui đúng không? Nè, ha, ngồi đây đợi tôi lên trển tôi thay bộ đồ rồi đem về trả lại cho nó, rồi nhắn lại với nó đó là đừng bao giờ bước chân qua đây nữa nghe chưa. Cô cũng vậy nữa, bước qua đây là tôi đập què giò đó. Má đâu vậy? Chật quá tôi đi lộn hướng. Ê hả, cái gì vậy? Trời ơi bà đừng có chớp mắt, để im đi, giống anh nó cầm rồi đó. Trời ơi công nhận Hoàng nó mắt thẩm mỹ nha. Tặng một đồ đẹp dễ sợ. Trời đất ơi hèn gì. Nhìn đi có liên quan không? Hai cái màu thấy mà gớm gì đây mà nó tặng tao. Tao là tao thay liền. Mày đem bộ đồ mày qua nhà này mày quăng vô nhà nó. Tao mà còn thấy bộ đồ này trong nhà là mày chết mày với tao. Mẹ. Ôi mặc bộ đồ đẹp quá trời đẹp luôn mà đẹp quá. Đẹp cái gì? Chị Lì, hỏi thật lòng một câu nha. Em dặn chị rõ ràng, cái bịch màu đỏ là của mẹ anh Quy Hoàng, còn cái bịch màu xanh là của mẹ em. Chị đâu có đúng không vậy?